Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay 23 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét. Xuất khẩu gạo trong năm vừa qua tăng cả về khối lượng lẫn giá trị, đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp Việt Nam đang vào mùa sản xuất, bán hàng nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời gian các doanh nghiệp và cá nhân cần vay vốn, nhất là tín dụng tiêu dùng. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Tổng thống Romania vui mừng được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hai cuộc gặp nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN-EU vào cuối năm 2022 và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Tổng thống khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh Romania luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Romania đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ to lớn trong gần 3/4 thế kỷ, mà gần đây là việc đã nỗ lực thúc đẩy EU thông qua EVFTA và là quốc gia EU đầu tiên hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Romania. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Klaus Iohannis. Thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh. Tổng thống Romania khẳng định mong muốn sớm thăm Việt Nam. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng, khuyến khích doanh nghiệp Romania đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ thông tin, lọc hóa dầu, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa, du lịch. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Romania tiếp tục hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Xin được chuyển sang thông tin trong nước. Người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt rét đậm rét hại khi không khí lạnh tăng cường mạnh. Dự báo hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại. Ở Hà Tĩnh trời rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khiến băng giá thậm chí mưa tuyết có thể xuất hiện. Còn khu vực Quảng Bình, Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Chỉ sau một ngày không khí lạnh tràn về mà thời tiết đã lạnh sâu. Do không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống từ ngày hôm qua, băng giá đã xuất hiện ở một số đỉnh núi cao. Tại đỉnh Phía Oác, Cao Bằng, băng hình thành từ 14 giờ chiều qua, từ độ cao khoảng 1.600 m trở lên đỉnh núi. Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 5 độ C, tất cả cây cối, đồ vật, bám nước đều phủ một lớp băng trắng xóa. Tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, tình trạng băng giá cũng đã xảy ra trong chiều qua 22 tháng 1. Bên cạnh Lạng Sơn, nhiều địa phương khác khu vực phía Bắc cũng đang tích cực các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi. Tại Sapa, dự kiến một lượng lớn du khách sẽ đổ về đây để ngắm hiện tượng băng tuyết. Do vậy, địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị những điều kiện cần thiết, giữ ấm cho du khách, khuyến cáo du khách không ra nơi mạo hiểm, đặc biệt nơi băng tuyết, vực sâu. Lực lượng chức năng cũng triển khai phân luồng giao thông để giảm thiểu ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Còn tại Hà Giang, những ngày này, chính quyền các địa phương tích cực đến tận thôn bản, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Bà con các huyện ở đây cũng đã chủ động nuôi nhốt, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn khô cho châu bò. Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số với các mô hình áp dụng từ cấp quận đến cấp phường. Và vào ngày 22 tháng 1, phường chuyển đổi số đầu tiên đã ra mắt, đó là phường Thượng Thanh, với 11 mô hình chuyển đổi số được áp dụng. Các thủ tục được giải quyết vừa nhanh gọn, vừa tiện lợi, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên. Người dân lần đầu tới làm thủ tục hành chính, chỉ cần đưa căn cước công dân, rồi chụp ảnh chân dung để xác minh với dữ liệu thẻ. Từ những lần sau, không cần mang bất cứ giấy tờ gì. Bước vào quầy thủ tục, camera thông minh sẽ tự động nhận diện khuôn mặt, cung
cung cấp luôn toàn bộ thông tin của công dân đã kết nối với ứng dụng VNEID, bỏ hoàn toàn việc phải công chứng bản sao căn cước công dân như trước đây. Không nghĩ là mọi thứ đã biến đổi nhanh như này đâu. Không phải photo các thủ tục hành chính là công chứng rất mất thời gian. Thì thấy mọi thứ đã còn rất là hiện đại rồi ạ. Đấy, làm việc gì cũng nhanh. Sau khi đủ giấy tờ, công dân nhận một thẻ chip về chỗ ngồi đợi đến lượt trả kết quả. Im lặng và trật tự. Chỉ đợi thẻ báo chuông là lên nhận kết quả về. Mọi hồ sơ thủ tục hành chính đã được số hóa và lưu trữ điện tử. Sử dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt. Ngày xưa nếu mà làm một cái thủ tục bình thường như này thì chắc là mình phải chờ đợi mất khoảng 2-3 tiếng. Hôm nay thì mình làm thì mình thấy rất là nhanh, mình đã rút ngắn được thời gian rất nhiều. Chỉ 10-15 phút là đã giải quyết xong được cái việc của mình. Nếu như trước đây, mỗi năm quận Long Biên và 14 phường sẽ phải công khai hàng trăm nghìn văn bản giấy như thế này, thì giờ đây quận đã tự biên tập lại những nội dung sát nhất với người dân và giờ đã được mã hóa thành những đoạn mã QR code như thế này. Bất cứ ai với điện thoại thông minh đều có thể truy cập rất dễ dàng. Người dân còn có thể đánh giá mức độ hài lòng bằng điện thoại cá nhân, đảm bảo sự riêng tư và tính chính xác. Cơ quan nhà nước tiết giảm được 3/4 cái thời gian mà giải quyết thủ tục hành chính. Với các nhóm thủ tục hành chính thông thường thì người dân đã tiết giảm được 75% thời gian so với trước đây. Từ thành công ở cấp quận, mô hình chuyển đổi số giờ áp dụng ở cấp phường. Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh là đơn vị đầu tiên triển khai với 11 mô hình chuyển đổi số, mở các tuyến phố khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phát wifi miễn phí ở cả các công viên vườn hoa. Hệ thống wifi tốc độ cao có thể phục vụ 100 đến 150 người truy cập cùng lúc. Kết quả thí điểm chuyển đổi số của quận Long Biên nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố. Năm ngoái, xuất khẩu gạo mang về cho Việt Nam gần 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu gạo tăng cả về khối lượng lẫn giá trị đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. 3 hecta lúa của ông Sơn sản xuất theo chuỗi liên kết, được doanh nghiệp hỗ trợ vật tư đầu vào và bao tiêu đầu ra nguyên liệu. Vụ lúa vừa qua, năng suất tăng, giá bán cao, trừ các khoản chi phí, ông thu lãi hơn 40 triệu đồng trên 1 hecta, tức cao gấp đôi so với năm 2022. Mình chỉ lo cho mặt lúa cho nó đẹp thôi, còn khi đầu ra thì mình đã an tâm rồi. Năm nay chúng ta vừa trúng mùa, vừa được giá, bán nó dễ và lấy tiền cũng nhanh. Đó là cái điều mà có thể nói là nó tạo ra cái niềm vui cho bà con nông dân. Hiện lợi nhuận mà bà con trồng lúa thu được đang tăng từ 50 đến 60%, tức cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2020. Đặc biệt nhờ tổ chức sản xuất bài bản và chất lượng, nên lúa của bà con làm ra hiện không đủ để bán. Trà lúa này như vậy đó mà coi như vậy là coi như giờ lái người ta đã vô, người ta hỏi bán là mua giá là 10.000 trên ký rồi. Một chuyển biến tích cực đối với ngành lúa gạo, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, là có tới hơn 80% diện tích sản xuất các giống lúa thơm chất lượng cao. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thực hiện cái 1,5 giảm, 3 giảm mà tăng, làm cho bà con nông dân mình là thực hiện đúng và tăng cái lợi nhuận của bà con nông dân mình lên cao. Được mùa, được giá, năm qua ông Lựa có điều kiện xây nhà mới, mua thêm đất để mở rộng quy mô sản xuất. Không khí Tết cũng đang tràn ngập ở khắp các vùng quê, nơi có những cánh đồng đang chào đón những vụ mùa bội thu. Đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử quốc tế 24 giờ qua. Theo bài viết đăng tải trên trang web của chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đã có buổi gặp gỡ và làm việc với trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Hai bên đã thảo luận các vấn đề hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nga cũng hy vọng rằng các chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam vốn bị gián đoạn gần 2 năm trước sẽ được nối lại trong thời gian tới. Điều này sẽ góp phần tăng cường trao đổi kinh doanh, du lịch. Chuyến bay đầu tiên từ Moscow đến thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 31 tháng 1, sẽ được Aeroflot khai thác bằng máy bay Boeing 777. Tần suất chuyến bay sẽ là 2 lần một tuần. Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh, hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga. Hai bên ghi nhận sự tăng trưởng về kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam vào năm 2023, cũng như các sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo giữa hai nước, trong đó có các dự án khoa học kỹ thuật, dự án trong lĩnh vực dầu khí, công nghệ hạt nhân và công nghệ ô tô. Trang tin tức về thực phẩm Foodmate dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dự đoán xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới vào năm nay, tăng 15-20% so với năm ngoái, đạt quy mô 6,5 tỷ đến 7 tỷ đô la Mỹ.
Việt Nam đã đạt mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ vào năm nay và 5 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, đạt mục tiêu đề ra trước 2 năm. Hiện rau quả đang dẫn đầu về tăng trưởng xuất khẩu, cụ thể trong nửa tháng đầu năm đã đạt 459 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đang tăng trên 89%. Theo trang Travel Daily Media, khi du khách Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành những người chi tiêu lớn thứ tư trên toàn cầu vào năm 2030, sự cảm dẫn của văn hóa và chiều sâu lịch sử của Việt Nam đã khiến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trở thành những điểm đến phải đến trong danh sách những điểm đến của mọi du khách Ấn Độ. Báo cáo về xu hướng du lịch của Skyscanner từ ngày 31 tháng 10 năm 2023 đã xác định Hà Nội là điểm đến hàng đầu của du khách Ấn Độ, cho thấy lượng tìm kiếm tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022 là 396%. Năm 2023, Việt Nam đón hơn 390.000 lượt khách Ấn Độ đến, giữ vị trí thứ 9 trong top 10 thị trường hàng đầu. Ngoài những yếu tố về lịch sử, dịch vụ du lịch thì ẩm thực, cảnh quan, chi phí hợp lý và thị thực thuận lợi là thế mạnh của Việt Nam đối với các du khách Ấn Độ. Hãy tưởng tượng bạn đang chèo thuyền trên mặt nước êm đềm của một dòng sông Việt Nam được bao quanh bởi những chiếc thuyền đầy màu sắc chở đầy trái cây, rau quả và các món ăn ngon địa phương. Đây là lời giới thiệu về chợ nổi của Việt Nam trên trang Saint-Martin-Week của Pháp. Bài báo gợi ý du khách về 3 địa điểm chợ nổi nổi tiếng về không khí và sự đa dạng về ẩm thực. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đây là chợ nổi lớn nhất Việt Nam. Khách du lịch sẽ tìm thấy nhiều loại trái cây nhiệt đới thơm ngon cũng như các đặc sản địa phương như bánh mì hoặc phở. Chợ nổi Phong Điền, chợ này ít khách du lịch hơn Cái Răng nên là nơi lý tưởng để khám phá cuộc sống thường nhật của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào sáng sớm, du khách sẽ thấy những ngư dân trở về thuyền đầy ắp thủy sản. Chợ nổi Ngã Năm nằm ở ngã ba sông, đặc biệt bởi vẻ đẹp như tranh vẽ. Du khách có thể nếm thử các món ăn đặc trưng như hủ tiếu, bún thịt heo và tôm. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều giải pháp đảm bảo nguồn hàng bình ổn giá từ nay cho đến thời điểm sau Tết đã được Bộ Công Thương phối hợp cùng Sở Công Thương các tỉnh triển khai. Sau khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình được công nhận năm 2019, thì Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị đạt được danh hiệu danh lục xanh. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Hiện tại đang là thời điểm mà doanh nghiệp Việt Nam vào mùa sản xuất, bán hàng nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp và cá nhân cần vay vốn, nhất là tín dụng tiêu dùng. Đơn hàng Tết tăng ít nhất 30%. Doanh nghiệp chuyên phân phối các mặt hàng tiêu dùng nhanh này cần vay thêm khoảng 5 tỷ đồng để giữ trữ hàng hóa, tận dụng các chương trình khuyến mại từ nhà cung cấp. Cục bộ thì cũng có những lúc có thể đến 7-8%, 10%. Giá tốt, chương trình tốt thì mình sẽ dễ bán hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Thì sẽ làm như thế là mình cũng tăng được doanh số và tăng được lợi nhuận cho công ty mình. Hiểu nhu cầu này, nhiều ngân hàng đã có các gói vay tiêu dùng giảm từ 1-2% lãi suất, có thời gian bảo lãnh thanh toán kéo dài đến 13 tháng, thậm chí nâng hạn mức cho vay. Ngoài cái hạn mức lớn là 300% giá trị tài sản đảm bảo đó, thì chúng tôi cũng cấp giá trị tăng thêm đối với mùa cao điểm là 10 tỷ đồng với tính chất không tài sản đảm bảo. Gần Tết, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà của người dân cũng tăng từ 20-25%. Có những ngân hàng đã cho vay với lãi suất thấp chỉ khoảng 5% một năm, thủ tục giải ngân có thể chỉ trong một ngày. Chúng tôi đã đưa ra cái gói tín dụng là 2.000 tỷ với mức lãi suất là 5% trên một năm để hỗ trợ người dân tiếp cận được những cái nguồn vốn giá rẻ cũng như là hạn chế cái tình trạng tín dụng đen khi mà cái nhu cầu của người dân thường tăng cao vào cái dịp cuối năm. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động tín dụng đen cũng là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đến các tổ chức tín dụng. Có người đi vay tín dụng đen vì nghĩ thủ tục đơn giản nhưng lại quên rằng lãi mẹ đẻ lãi con. Không ít vụ việc gây bất ổn xã hội đã xảy ra tại các vùng nông thôn khi người vay không thể trả đúng hạn. Vì thế, sự vào cuộc của các ngân hàng có hệ thống chi nhánh đến tận vùng sâu vùng xa là hết sức cần thiết. Trên địa bàn nông nghiệp nông thôn, chúng tôi cũng sẽ cung ứng vốn cho các nhu cầu về nông nghiệp cũng như là phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn trong các tháng đầu năm và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Hạn mức tăng trưởng từng ngân hàng được cấp ngay từ đầu năm, chủ động kế hoạch phân bổ. Nhiều ngân hàng đánh giá cho vay tiêu dùng là một trong những kênh quan trọng nhất bởi tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh mẽ sẽ là trụ cột đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam.
Thời điểm này, nhiều địa phương, doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ cũng đã sẵn sàng nguồn hàng hóa để phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn hàng, bình ổn giá từ nay cho đến thời điểm sau Tết cũng được Bộ Công Thương phối hợp cùng với Sở Công Thương các tỉnh triển khai khi còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm ngoái đạt gần 566.000 tỷ đồng. Tăng mạnh so với tháng trước. Dự đoán tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 này sẽ tiếp tục tăng khi tháng giáp Tết, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Vì vậy, ngành công thương triển khai kế hoạch tới các đơn vị bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng chuyên doanh nguồn hàng đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm. Chúng tôi cùng với nhà cung cấp dự báo một cái sản lượng là tăng trưởng từ 25 cho đến 30% so với Tết của năm 2023. Và với cái dự báo sản lượng như vậy thì các nhà cung cấp đã chủ động được cái nguồn cung cũng như là cái nguồn sản xuất của mình để có thể cung cấp cho Mega ở bất kỳ những cái giai đoạn mà thị trường có thể tăng cao đột biến về nhu cầu, đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán của 2024. Để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối cũng đã kết nối với các nhà sản xuất để từ đó giảm giá thành và đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, kích thích người dân tăng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Cả năm nay có một cái Tết cũng mua sắm một số thứ cho nó, cho gia đình, cho nó cũng có chút đầy đủ. Đấy, còn như đi các siêu thị như thế này thì mình thấy là cũng giá cả cũng tương đối ổn, mà cũng chất lượng hàng là uy tín. Năm nào cũng vậy, Sài Gòn Co-op có cam kết với các sở công thương, các tỉnh thành mà nơi Sài Gòn có mắt trú đóng. Chúng tôi cũng cam kết làm sao để được cái giá cả không tăng. Thứ hai nữa là cũng cùng làm việc với nhà cung cấp để làm sao chia sẻ với người tiêu dùng về việc mà giảm cái sự tăng giá, đảm bảo được cái giá cả mà tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì Sài Gòn Co-op cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để làm sao cùng chia sẻ với người tiêu dùng trong dịp Tết 2024. Số liệu từ Bộ Công Thương, để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hơn 40.000 tỷ đồng hàng hóa, còn thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng hàng hóa cho thị trường. Nhằm hỗ trợ những người lao động khó khăn có thể về quê ăn Tết, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa những người lao động ở các tỉnh thành phía Nam ra Bắc đón Tết Nguyên đán. Chuyến bay mang số hiệu VN218 sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội vào thứ hai tuần sau, tức là ngày 29 tháng 1. Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, hãng sẽ bố trí ô tô kết nối đến các bến trung chuyển giúp người lao động về quê. Sau Tết Nguyên đán, hãng sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến thành phố Hồ Chí Minh để đưa người lao động trở lại tiếp tục làm việc. Danh sách người lao động được hỗ trợ do các địa phương đề nghị. Bên cạnh đó, người lao động có thể đăng ký thông qua email và fanpage của Vietnam Airlines. Và cũng như thường lệ, cứ mỗi năm Tết đến xuân về, các cấp công đoàn đều có những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động. Thời điểm này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang tập trung lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Đến với chợ Tết công đoàn, người lao động có cơ hội mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá thành giảm từ 10 đến 50%. Phần giảm giá này do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, bù vào giá thành sản phẩm bán cho người lao động. Hàng hóa ở đây thì bao giờ nó cũng giảm giá hơn so với các chỗ chợ khác. Và giúp mình sắm Tết thì cái phiếu đấy giúp mình sắm Tết. Hàng hóa rất là phong phú và chất lượng, và đồng thời là giá cả cũng cực kỳ phải chăng, hợp lý. Và tôi cũng mua sắm được rất nhiều đồ cho gia đình mình. Chợ Tết công đoàn diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô ở Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 22 tháng 1. Với 120 gian hàng của 84 doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia bán hàng phải đảm bảo đúng chủng loại, mẫu mã, đơn giá đã đăng ký với Liên đoàn Lao động. Gian hàng của công đoàn hôm nay là chúng tôi là giảm giá, có những mặt hàng giảm giá từ 15 đến 20%, đều đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Chúng tôi mới được tham gia cái hội chợ Tết công đoàn như này. Các doanh nghiệp đều đăng ký những sản phẩm rất là tốt, thiết thực và rất là thiết yếu trong những ngày Tết. Và trong đó thì các doanh nghiệp đều hướng tới là giảm giá đối với các cái hàng hóa bán tại chợ Tết. Thế còn đối với công đoàn thì tặng những cái voucher để hỗ trợ người lao động, và trong đó thì có cả cái việc là bán những cái gian hàng không đồng tặng cho người lao động. Ngoài chợ Tết trực tiếp,
năm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức chợ Tết trên sàn thương mại điện tử để phục vụ người lao động cả nước, với 300.000 voucher được tặng và 210.000 lượt người đã mua. Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu cho các khu bảo vệ và bảo tồn, cung cấp thước đo thành công trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đã có 77 khu bảo vệ và bảo tồn ở 18 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được chứng nhận là danh lục xanh. Sau khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình được công nhận vào năm 2019, thì Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị đạt được danh hiệu này. Không giống với các danh hiệu khác như Di sản Thế giới hay Khu dự trữ sinh quyển Thế giới, danh lục xanh IUCN là thước đo các tiêu chuẩn của một khu bảo tồn có các biện pháp quản lý tốt nhất và lâu dài. Bạn có thể đo lường diện tích của khu bảo tồn, độ che phủ rừng, số lượng nhân viên, ngân sách, nhưng việc đo lường chất lượng và hiệu quả quản lý khó hơn rất nhiều. Các vườn quốc gia, khu bảo tồn phải giải quyết đầy đủ các khía cạnh đa dạng sinh học, văn hóa, giới tính và tài chính. Đó chính là mục đích của danh lục xanh. Vườn quốc gia Cát Tiên nổi bật trong 10 khu bảo tồn hiện tham gia chương trình danh lục xanh. Tại đây đã thực hiện giám sát đa dạng sinh học từ đầu những năm 2000 với dữ liệu về các quần thể loài quan trọng như chim, linh trưởng, hươu và cá sấu. Hiện hồ sơ chứng nhận danh lục xanh của Cát Tiên đã được thẩm định và phê duyệt, đang trình Ủy ban danh lục xanh để có những đánh giá cuối cùng. Danh lục xanh là tiêu chuẩn khuyến khích phương pháp quản lý tốt nhất. Nếu được áp dụng và đưa vào thực tế, nó sẽ cải thiện khả năng phục hồi rừng và các dịch vụ và hệ sinh thái rừng có thể cung cấp. Kết quả khảo sát bằng bẫy ảnh tại đây cho thấy những đầu tư dài hạn vào cải thiện công tác quản lý của các khu bảo tồn đem lại kết quả tích cực. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang hợp tác với Vườn Quốc gia Cát Tiên trong quá trình đánh giá danh lục xanh. Chúng tôi sẽ coi đây nó như là một cái gương để phản chiếu những cái công việc mà chúng tôi sẽ làm trong tiếp tục làm trong tương lai, và sẽ từ đó nhìn thấy những vấn đề mà chúng tôi còn tồn tại, đưa ra những cái giải pháp khắc phục. Mục tiêu là công nhận và tăng số lượng các khu bảo vệ bảo tồn đạt được kết quả bảo tồn lâu dài cho con người và thiên nhiên. Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học do USF tài trợ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các khu vực dự án đạt được chứng chỉ danh lục xanh. Hiện sáng kiến này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 60 quốc gia trên thế giới. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết tại một số nơi trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.